Mới đây, một đoạn clip gây phẫn nộ được quay lại vào tối ngày 24 tháng 1 tại Dị An, Bình Dương, được đăng tải lên mạng xã hội. Những diễn biến trong đoạn clip cho thấy một người phụ nữ với những biểu hiện bất thường, được cho là đang trong trạng thái tinh thần mất kiểm soát. Người phụ nữ này ngồi trên võng cùng hai em bé sinh đôi nhưng liên tục dùng chân đập vào người, vào mặt hai em bé, mặc cho hai em bé khóc vì đau đớn và sợ hãi. Người phụ nữ mỗi lúc lại càng có những hành động mất kiểm soát hơn khi tự đánh chính mình và tiếp tục lấy chân đập vào người hai em bé. Hai bé sinh đôi khóc thét lên rất lâu đến lạc giọng, những cú đạp mạnh liên tục khiến các bé xô đẩy, nằm đè lên người nhau, chỉ trực văng ra khỏi chiếc võng. Được biết, người dân xung quanh không thể tiếp cận để dừng vụ việc do cửa đã bị khóa trái. Hiện tại, đoạn clip vẫn đang khiến mạng xã hội xôn xao